chiếm vỡ đây từ năm 1947. Vào chiều cùng ngày, quân đội Israel tấn công và tiêu diệt quân đội hoàng gia Jordan. E ngại các khu vực kia có thể bị hư hại, độc lập tướng quân Moshe Dayan hạ lệnh cho binh sĩ của mình không tiến vào thành phố. Ngày 7 tháng 6, giao tranh khốc liệt tiếp diễn. Lữ đoàn bộ binh tấn công pháo đài Lachun và hạ được nó. Tiến quân xuyên qua Beit Horon. Tới tối thì đạt đánh được Ramallah. Không quân Israel phát hiện và tiêu diệt lữ đoàn 60 chót đoàn khi họ đang trên đường tiếp viện ở Jerusalem. Một lữ đoàn cũng thuộc sư đoàn này đánh chiếm miền Tây của khu bờ Tây. Một lữ đoàn khác thì đánh Jenin. Và lữ đoàn thứ 3 thì được trang bị bằng xe tăng hạng nhẹ AMX-13 của Pháp, giao chiến với xe tăng hạng nặng M48 Patton của quân Jordan về phía đông. Tướng Dayan hạ lệnh cho binh sĩ của mình không được tiến vào Jerusalem. Tuy nhiên, sau khi nghe thông báo Liên Hợp Quốc chuẩn bị tuyên bố ngừng bắn, thì ông đã thay đổi ý định và không cần chờ quốc hội cho phép, ông hạ lệnh đánh chiếm thành phố. Quân dù của lữ đoàn G tiến vào thành cổ Jerusalem qua cổng sư tử, đánh chiếm bức tượng than khóc và núi đền. Được tăng viện, họ tiến về hướng nam, đánh chiếm Judea, Gus Esrin và Hebron. Lữ đoàn Harald hành tiến về phía đông, đổ xuống sông River. Ở bờ Tây, một lữ đoàn của tướng Pelet hạ được Nablus, rồi họ hợp với một lữ đoàn bọc thép thuộc bộ chỉ huy trung ương, đánh với quân chót đường trang bị mạnh hơn và đẩy của Israel. Thưa quý vị, một lần nữa, ưu thế không lực của Israel đóng vai trò quyết định trong việc làm đối thủ tê liệt, ngậm đắng nuốt cay nhận thất bại. Còn chiến sự trên cao nguyên Golan nóng bỏng khi đang bị lũng đoạn bởi những tin tức sai lệch rằng quân Ai Cập chiến thắng, đánh tan nát của Israel và dự đoán là pháo binh Ai Cập chẳng mấy chốc sẽ nã vào thành Tel Aviv. Chính điều này đã kích thích Syria tham gia vào cuộc chiến. Tuy vậy, lãnh đạo của Syria hành động cũng rất cẩn trọng, thì bắt đầu bằng cách pháo kích miền Bắc Israel. Nhưng khi không lực Israel hoàn tất đánh phá Ai Cập và chuyển hướng tấn công không quân Syria, thì Syria mới hiểu rằng thông tin mà họ nhận được từ phía Ai Cập không phải là sự thật. Vào tối ngày 5 tháng 6, các cuộc tấn công Israel đã phá hủy